thứ ba là ngày nghỉ lễ trong tuần lễ vàng. Thế là chúng mình sẽ đi chơi. Hôm nay điểm đến của chúng mình sẽ là ở làng Đức ở bên Chiba. Làng đấy thì được làm theo kiểu nó mô phỏng lại kiểu như là phong cách của Đức, các kiến trúc các thứ giống như kiểu của Đức, bên Đức. Để chơi có cái gì. Đi từ đây lên đấy mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Quá là xa. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Dự báo là sẽ rất nắng nên mình mang cả mũ. Đây là người bạn của mình. Bây giờ get go. Get go. Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Đường thì vắng. Bởi vì mọi người cũng đi chơi hết rồi. Đi chơi. Nên này nghỉ lễ. Nếu mà nghỉ liên tục mình sẽ nghỉ được 10 ngày. 10 ngày liên tiếp, nhiều hơn cả là nghỉ Tết. Chúng mình đã đến ga rồi. Ga thì vẫn đông như thường lệ. Bây giờ chuẩn bị lên tàu lên kia Kishicho xong rồi. Đổi ga thôi. Chúng mình đã đến Hong Chiba. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra ngoài và đợi xe buýt. Đợi xe buýt mất cả tiếng liền. Bởi vì là xe buýt không có nhiều. 9 giờ có một chuyến rồi, bây giờ là 9 rưỡi. Phải đợi tầm 30 phút nữa thì mới có xe buýt tiếp. À, nắng to quá. Lần đầu tiên sang bên Chiba này. Ở ngay ngoài ga là Book Off, một cửa hàng đồ cũ của Nhật. Bây giờ tìm chỗ mà xe buýt nó đậu. Bây giờ sẽ phải tìm chỗ xe buýt đậu. Chắc là đây ta. Nắng. Sang bên Chiba này thấy khá là yên bình. Mấy con chim này. Vẫn còn nhiều thời gian, thế là bây giờ chúng mình đi lang quanh ở La Hong Chiba này xem có gì. Đây là cửa hàng tiện lợi tên là Daily Yamazaki. Nó cũng không khác gì với cả Family Mart hay là 7-Eleven hay là Lawson cả. Mà mình cực kỳ thích. Nó có rất nhiều vị nhưng mà mình hay ăn nhất là vị này, là vị rau củ. Hôm nay đi chơi mình cũng đã mang theo một gói. Còn đây là loại Jagaimo mới, là Jagariko. Vị này là vị shoyu, vị tương đậu nành.
Ngoài ra thì còn có vị này là vị trứng cá với cả phô mai. Đây là vị phô mai, vị khoai tây bơ. Quay mà mình không để ý xem là ở đây có được phép quay không. Mình cũng vừa nhìn thì không thấy có cái thông báo nào là cấm quay cả. Cửa hàng tiện lợi thì nó cũng giống như là một cái siêu thị mini, có đầy đủ các đồ, có cả sữa rửa mặt này, kem đánh răng này, bàn chải này, gel vuốt tóc này, kem chống nắng này, đủ các loại. Sữa cho trẻ con này, tăng vệ sinh, rồi thì miếng dán hạ sốt, đồ trang điểm. Bây giờ chúng mình đang tìm đường để ra bến xe buýt, xong rồi sẽ đợi ở đấy. Nắng quá. Bây giờ chúng mình đang ở công viên Honshiba. À phải, công viên gì nào, quên mất không nhìn tên, nhưng mà chắc là Honshiba. À, có quả anh đào này. Nhiều quá. Công viên này khá là rộng, nhưng mà mình không nhìn thấy nhà vệ sinh. Tàu. Chúng mình bắt gặp một chiếc tàu. Tàu nó không phải giống như tàu bình thường. Thì xe chuẩn bị đến, mà xe chưa đến mà mình đã thấy nó hơi say say rồi. Mình ghét đi xe buýt quá. Ôi đen quá là đen. Cái xe buýt mà mình định lên thì nó đông, tức là kín ghế hết rồi, thế là người ta không cho lên nữa. Trời ơi, mất công dậy từ sớm đi đến đây chờ cả tiếng đồng hồ rồi không lên được. Thế là bây giờ chúng mình sẽ thay đổi kế hoạch, sẽ quay về ga Chiba, xong rồi đón xe từ đấy thì chắc là sẽ có ghế để lên. Nhưng mà đến tận 12 rưỡi mới có xe. Bây giờ 11 giờ, đợi thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Ôi mệt quá. Trời ơi, mất cả buổi sáng để đợi xe. Cứ tưởng là đi sớm.
được chơi nhiều. Bây giờ chết cả buổi sáng chưa chơi được tí nào. Hiện giờ chúng mình đang có mặt ở ga Chiba và bây giờ đang đi tìm cái điểm buýt để lên xe buýt. Chưa biết là cái điểm nào đây, vì ở đây có rất nhiều điểm xe buýt. Chiba này to kinh khủng. Vừa đói vừa mệt. Một chuyến đi có vẻ là thất bại. Không, bánh mì đâu? Gạo gì? Rồi mình đang vào 7-Eleven để mua một ít đồ ăn trưa. Đói quá. Giờ mình sẽ ăn cái bánh mì này, rồi vào uống nước. Chúng mình đã tìm được điểm lên xe buýt nhưng mà nhiều người đợi lên xe quá. Thế này chắc lại không có chỗ rồi. Chắc lại phải đi về thôi. Sau khi ngồi trên xe gần 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình đã có mặt tại làng Đức. Mệt quá, ngồi trên xe lâu ơi là lâu. Mỏi ơi là mỏi. Tại vì đường tắc nên là đi rõ là lâu. Mình đã mua vé xong, 800 yên một người. Còn trẻ con thì là 450 yên. Ôi rộng quá. Ở đây là một quán pizza và cà phê. Mình sẽ vào đây xem có món gì. Quá đẹp trai. Còn đây là bữa ăn trưa của bọn mình. Một đĩa pizza hải sản. Ôi đế nó mỏng dính luôn. Và xúc xích. Đến làng Đức thì chắc chắn phải ăn xúc xích. Ăn thôi. Có nhiều nhà mang cả lều đến đây dựng trại luôn. Ôi nhìn đồi hoa Nemophila kìa. Hay là cái gì Nemophila. Mình không biết tên. Màu kem màu xanh tím. Đây là cái chỗ trượt nước cho bọn trẻ con. Ôi rộng quá, mà nhìn nhấp nhô nhấp nhô. Ngồi ở đâu cũng thấy thích. Nhiều nhà cắm trại ở đây quá. Bây giờ mình đang đi tìm chỗ trượt cỏ. Ở đây cũng có trò trượt cỏ. Phải đi tìm một trò chơi đã. Kia ở trên xa xa kia là mọi người đang mang theo ván trượt để, à ván, máng trượt chứ. Máng trượt. Máng trượt để đi. Máng. Máng trượt để đi trượt cỏ. Đây không phải là ván, đấy là máng chứ. Hoa gì đang nở đây? Đẹp quá.
trượt chỗ này phải đi lên. Đi lên tít trên đỉnh để trượt không, xuống. Không có thang máy à? Không, phải leo. Ôi, nóng quá. Cho anh phải cởi áo ra đây. Nóng quá. Giờ mình đang đứng xếp hàng để đợi mua vé chơi cái trò trượt cọ này. Rất là đông người đang xếp hàng, không biết bao giờ mới đến lượt đấy. Vé thì là 400 yên một người. Trượt từ trên cao kia xuống. À, nóng quá. Nóng quá là nóng á. Có vẻ à? Nó đi tắt cơ. Ôi mình vừa trượt. Đau hết cả mông luôn. Nhưng mà trượt trượt tí hơi sợ. Nhưng mà cũng hơi thích. Xong rồi bị đau hết cả cái tay cầm và cái ván nữa. Nó đỡ. Bây giờ là đến lượt Thịnh này. Cầm vào. Ôi. Cầm vào chứ. Ôi nhìn chân ông ấy để ôi ôi. Thua cả mình. Thế nào? Nhanh. Quá là nhanh luôn. Cỏ nó nhiều tinh điện quá. Thế á? Giật đau tay quá. Em có để tay xuống cỏ đâu, em toàn để ở cái ván này thôi. Phải đeo găng tay nhỉ? Mình lên từ 3 giờ, bây giờ còn 10 phút nữa. Một khăn á. Một khăn nữa rồi đi ra. Ôi, cái đứa trẻ con nó thích chơi quá. Thế là nó bảo là nó lên lần nữa, xong rồi bà mẹ bảo chứ thôi rồi không lên thì đâu sợ rồi. Sao bác không khét hả? Nhìn ra. À, nhìn ra. Em à. Rồi, chơi đi. Chơi đi, thẳng nha. Xuống. Thôi, thế nào? Đây là điện thoại nó chụp ảnh nha.
đến đây cứ đi một tí mà lại phải leo dốc. Bây giờ chúng mình sẽ leo lên tít trên kia, xong rồi mình sẽ đi sang đây để chụp ảnh hoa. Cứ leo lên mệt quá. Đi lên trên kia. Nhưng mà đi lên trên này xong rồi là đi vòng răng đấy, xong rồi là đi xuống dưới kia để chơi đạp vịt. Lên đây chụp ảnh cái tòa nhà kia. Có con khủng long ở đây. Đấy. Lúc mà không có xe đi qua thì nó sẽ đứng im. Lúc có xe đi qua thì nó lại động đậy. Tiếng khủng long luôn. Ở chỗ này là cái chỗ mà cửa hàng làm đồ thủ công. Xem nào. Nếu mà làm các đồ thủ công mà bằng nhựa thạch cao, mình không biết gì cả gì, hay là làm key holder đà thì sẽ là 500 yên. Hay là trang trí đồ ngọt này, nói chung là trang trí những cái này đều 500 yên. Kachusa, Kachusa là gì? Thì 800 yên. Còn bán luôn những cái thứ này để mình làm nữa. Còn bán cả đồ quà tặng nữa. Ở đây còn có cả đàn guitar và piano cho mọi người chơi miễn phí lắm. Còn khu đằng kia là mình sẽ dùng sức đạp xe, xong rồi là mấy cái máy ở trên nó sẽ tạo ra bong bóng. Ơ lại đến một người biểu diễn Pháp. Đến một người biểu diễn Pháp bác ạ. Trong này là tiệm bánh.
bên cạnh cũng là một tiệm bán đồ. Ôi bán nhiều đồ quá. À có cả xúc xích kìa, em muốn mua xúc xích về. Bỏ ngô này. À cô mẹ. Ở trong này bán toàn các loại bánh kẹo của Đức, toàn là hàng nhập khẩu. Bia nữa này. À, nhớ rồi Bixi, Bixi. Ờ, em sẽ cho lên video cái hình đấy. Bên này cũng là một khu bán đồ khác. Ở đây có như là Chiba no Sake, rượu của vùng Chiba, rượu của tỉnh Chiba này. À, chắc là bên này toàn là bán bánh kẹo của Nhật. Bánh tát. Một cái khô. Cream roll. Trông đẹp nhỉ? Ông mà cũng bình thường, không đắt lắm. Có sen ba này. Trông cũng đẹp. Đắt là cái hộp rồi. Ừ. Bánh được mấy đâu, nhã thành. Khu bên này là bán bánh, các loại bánh ngọt. Đông nhỉ? Đông. Bây giờ mình sẽ cốc này á. Bây giờ mình sẽ vào mua kem Lamune bác ạ. Kiểu nó vị the the ấy. Ôi em chẳng ăn vị đấy đâu. Mình sẽ vào mua kem. Mua kem thì ở đây là sẽ phải mua cái chiếu ăn trước, xong rồi đấy đưa cho người ta để người ta làm kem. Đây. Mình sẽ ăn cái kem này. Còn kem gì khác không nhỉ? Ừ, ăn này như nhau. Đây là kem đậu đỏ. Không biết là kem gì. Có là nước luôn này. Nước chanh, à nước cam này. Trà u long này, cà phê này. Cả bánh ngọt luôn này. À nhưng mà hết rồi, bánh ngọt hết rồi. Oh no. Mình đã mua kem rồi. Còn chồng mình thì mua cái nước này. Hai thanh niên lần đầu uống lemonade. Không biết cách mở. Vẫn chưa thủng. Được rồi. Ui 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 ui. Được rồi. May quá. Ok đấy.
Sao vào đây? Sao vào đây? Trông cũng ngon ngon. Viên bi nào đây? Viên bi. Hóa ra đấy là viên bi. Bị gì? Nghe như nước, nước khoáng. Soda. Kiểu này. Ngon. Đồi hoa Memophilia. Phía bên kia là vòng quay mặt trời. Mình vừa đi trên kia đi xuống. Màu xanh xanh, tím tím. Nhưng mà hết nắng quá rồi nên là nhìn không được đẹp lắm. Ở đây còn có trải nghiệm cho hai nấm nữa. 500 yên một lượt. Và bây giờ bọn mình đang chuẩn bị đi về rồi. Ra đợi xe buýt. Chơi bóng bàn 500 yên 30 phút. Gì con tắc cái hoa ấy. Chỗ này là chỗ chơi với động vật. Con trùng. Mình đã ra đến điểm đón xe buýt. Tạm biệt làng Đức. À không, bye. Chụp check in ở đây, lấy cái kia kìa, cái biển kia kìa. Đứng ở chỗ đây chụp. Ừ, đứng lên đây đã. Đã có một hàng dài người đợi xe về rồi. Bây giờ xe buýt đang đến. Nhưng mà lúc nay ông bảo vệ bảo là chỉ có khoảng 22 người có thể lên được xe buýt thôi. Bởi vì cái điểm này không phải là cái điểm đầu tiên mà người ta đón. Thì nhìn ở đây có những hơn 22 người rồi, không biết là chúng mình có lên được không. Nếu mà không lên được thì chúng mình chắc phải đi taxi. Đi taxi thì tầm 1.2 đến 1.5. Thì về đến Gachiba. Một chuyến đi ăn chơi tốn kém. Lên được. Nếu mà không lên được thì anh phải chịu thôi. Bây giờ là bài test nhân phẩm. Xem có lên được cái xe này không. Nếu mà không lên được cái xe này thì hoặc là bọn mình sẽ đi taxi hoặc là sẽ phải bắt xe buýt bình thường. Bắt xe buýt bình thường thì phải chuyển tuyến khá là nhiều. Bình thường thì nếu mà đi xe như một chuyến lúc sáng mình đi thì mất có 1.5 sen là đến được đến đây rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà phải chuyển, tức là không lên được cái xe này mà phải đi nhiều chuyến, thì riêng cái chiều này cho đến ga Chiba là mình đã mất 1.5 sen rồi. Xong rồi mất thêm 600 yên nữa để về đến Kamedo. Nhưng mà đi thế vẫn rẻ hơn taxi, mỗi tội là phải đi chuyển tuyến nhiều lần, mệt hơn. Lên được không đây?
Có thể không lên được. Vẫn đang xếp chỗ. Ghế nhựa này ngon. Nhưng mà có cái ghế ở giữa rồi mà. Ghế ở giữa thì cũng là như kiểu xe nhựa. Ở giữa là ghế đàng hoàng. Có tựa mà. Đặc biệt xe buýt. Giờ xe buýt nhanh. Cái này đi bộ. Trời ơi. Đợi đến 7 giờ tối ở đây cũng tối lắm. Lúa nước ở Nhật này. Tối rồi. Trông cũng giống như Việt Nam. Đây là một cái ga làng nhỏ bé. Không giống như xác ghế luôn. Em tưởng không có. Có nhìn thấy ai đâu. Tự nhiên lại nhớ đến cái hôm đi tà xùa. Cũng trời tối om như thế này. Dừng lại đổ xăng ở một cái chỗ mà cũng vắng vẻ như thế này. Trời tối lắm. Quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy xe đến.